Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ đang được triển khai tại Di động Cao cấp .vn. Hôm nay Di động Cao cấp .vn giới thiệu các bạn dịch vụ sửa chữa điện thoại Mobistar Line Zozo đang được triển khai tại các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn. Trên hình các bạn thể thấy đây là trọn bộ linh kiện của điện thoại Mobistar Line Zozo mà kỹ thuật viên bên Di động Cao cấp .vn đã tháo rời ra để quý hàng có hình dung rõ nét hơn về tất cả những linh kiện cấu thành lên điện thoại Mobistar Line Zozo. Hiện tại Di động Cao cấp .vn đang triển khai dịch vụ sửa chữa tất cả những lỗi phần cứng, phần mềm của điện thoại Mobistar Line Zozo, như sửa thay mới màn hình cảm ứng của điện thoại Mobistar Line Zozo, sửa chết nguồn, chết camera máy ảnh, sửa loa trong loa ngoài, mất mic, rung chuông, sửa lỗi không liên nguồn của điện thoại Mobistar Line Zozo. Các lỗi liên quan đến phần mềm của điện thoại Mobistar Line Zozo như treo logo, mất bút, mất email, không lên sóng do chạy sai bản zoom, nâng cấp hệ điều hành, update bản zoom mới đều có sẵn tại file chạy tại Di động Cao cấp .vn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Mobistar Line Zozo, quý khách hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp .vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn cách phục các lỗi sự cố liên quan điện thoại Mobistar Line Zozo mà khách hàng đang gặp phải. Một lần nữa, Di động Cao cấp .vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sản phẩm tại Di động Cao cấp .vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Mobistar hàng đầu hiện nay.